công thiệt. Không, ba không gửi mặt con ra. Nghe chủ định bán mình cho người khác, chú chó bỏ ăn nằm khóc khiến ai nấy cũng thương. Do ông bà tuổi cao sức yếu, chú chó lại đang tuổi ăn tuổi chơi, quậy khắp xóm khắp làng. Ông bà không quản nổi nên định sẽ bán em cho người khác. Dường như em hiểu được số phận của mình sắp sửa sang trang, nên từ ngày ông bà kêu bán, em đã buồn rầu suốt mấy hôm liền, bỏ ăn bỏ uống, không còn tha thiết gì chuyện đi quậy phá xóm giềng, mà nằm thường dài trước cửa nhà, đôi mắt đỏ ửng lên, thỉnh thoảng lại rưng rướng nước mắt. Ông còn kể thêm có hôm thấy nó khóc thật, nhìn qua mà không khỏi đau lòng. Cho đến khi nghe ông bảo rằng ông không đành lòng bán nữa thì chú chó mới trở nên vui vẻ hơn, chí đuôi vẫy vẫy bày tỏ niềm vui của mình với tất cả mọi người. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng đã không khỏi xót xa trước chú chó tội nghiệp. Một vài người còn chia sẻ lại câu chuyện đáng thương về chú chó thân thương ngày xưa của mình. Trước đây ông nội mình bán em nhà mình đi, vì lúc đấy mình không có ở nhà để cản ông. Đến khi về thì bà mình kể lại là em cứ nằm im để người ta trói em, rồi nhốt em vào trong lòng. Em khóc xong cứ nhìn bà mình ấy. Nếu ông bà lớn tuổi không nuôi được nữa thì mang em đi cho để người ta chăm hộ cũng được, chứ bán đi thì tội em lắm. Nhà tôi hồi xưa nuôi một con khôn lắm. Mình té nước nó biết chạy lên chợ chỗ mẹ bán hàng để mách cơ. Nhưng một hôm nó bị ra máu, bố mình tưởng nó đi ngoài không ra khỏi nên bán em đi. Sau này mới biết em bị thai lu, lúc đó chị mình khóc bỏ cơm mấy hôm luôn mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.